Thầy chào các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ sửa bài tập bài số 7 của bài số 2, đó là định lý đảo và hệ quả của định lý Thales. Nội dung của bài số 7 là tính đổi dài xy trong các hình vẽ sau, là hình 14 của sách giáo khoa. Bây giờ thầy sẽ sửa bài đầu tiên của bài số 7 cho hình vẽ này. Ở hình vẽ này là cho tam giác DEF và có MN song song với EF, đổi dài MN bằng 8, đổi dài EF bằng x, đổi dài ME bằng 28 và đổi dài DM bằng 9,5. Ta sẽ có MN mà chia cho x thì sẽ bằng DM mà chia cho DE. Từ đây chúng ta sẽ tìm x. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Xét tam giác DEF có MN song song với EF. Khi đó ta có MN trên EF sẽ bằng DM trên DE. Ở đây các em lưu ý rằng DE sẽ bằng DM cộng ME với DE sẽ bằng DM cộng với ME sẽ bằng 9,5 cộng 28 và bằng 37,5. Vậy từ hệ thức này chúng ta sẽ thay các số đo vào. Từ đây ta suy ra MN là 8 chia EF là x sẽ bằng DM là 9,5 chia cho DE bằng 37,5. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng 8 nhân 37,5 chia cho 9,5 bằng 31,58. Như vậy ta được đáp số Chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ thầy giải sang câu B ở hình thứ hai. Ở hình thứ hai các em thấy là cho một cái tam giác OAB và trên cái cạnh kéo dài BO và AO ta lấy điểm A phẩy và B phẩy sao cho B phẩy A phẩy vuông góc với A phẩy và A phẩy A cũng vuông góc với AB. Như vậy từ đây chúng ta thấy rằng là hai cái đường thẳng B phẩy A phẩy và AB nó cùng vuông góc với A phẩy. Do đó hai đường thẳng A phẩy B phẩy và AB song song. Từ đây ta tính như sau. Các em thấy là B phẩy A phẩy mà chia cho AB thì sẽ bằng 3
mà chia cho OA. Từ đấy chúng ta tìm x. Sau khi tìm x rồi, chúng ta áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông OAB, chúng ta tìm y. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Trước hết ta có A phẩy B phẩy vuông góc với A phẩy. Và ta cũng có AB vuông góc với AA phẩy. Từ đây chúng ta suy ra A phẩy B phẩy và AB song song với nhau. Vậy khi đó sẽ tam giác O AB có A phẩy B phẩy song song với AB. Thì ta sẽ được một cái hệ thức, đó là A phẩy B phẩy trên AB sẽ bằng OA phẩy chia OA. OA phẩy chia OA bằng OA phẩy chia OA. Từ đây ta thay số vào, ta sẽ được A phẩy B phẩy là 4,2 chia cho AB là bằng x sẽ bằng OA phẩy là bằng 3 chia cho OA là bằng 6. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng 4,2 nhân 6 chia 3. Sáu chia ba được 2, nhân 4,2 ta được 8,4. Như vậy thầy được x bằng 8,4. Bây giờ chúng ta tìm y thì chúng ta sẽ tam giác vuông OAB. Tam giác OAB vuông tại A, cho nên chúng ta sẽ có y bình sẽ bằng 6 bình cộng với x bình, hay nói cách khác OB bình sẽ bằng OA bình cộng với BA bình. Sẽ bằng OA là 6 bình phương cộng với AB là x bình phương, tức là bằng 6 bình và cộng với 8,4 bình. 84 bình phương được là 7,056, cho nên 8,4 bình phương sẽ bằng 70,56 mà cộng với 36 nữa, như vậy chúng ta được là 106,56. Từ đây suy ra OB bình là y bình sẽ bằng 36 cộng với 70,56 bằng 106,56. Suy ra y sẽ bằng căn bậc 2 của 106,56 và sấp xỉ bằng 10,32. Như vậy chúng ta kết thúc lời giải. Vậy đáp số
đó là x bằng 8,4 và y sấp xỉ bằng 10,32. Như vậy là cái bài tập số 7, khi xét một tam giác có một cạnh song song với cạnh thứ ba thì nó định ra một cái tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.